Trường ơi, bạn vừa gọi ai vậy mày? Bạn vừa gọi ai vậy? Gọi hiểu ra đi. Vậy chắc ngủ rồi. Ok, livestream thôi. Không có mợ thì chợ vẫn đông. Vấn đề gì đâu. Tập trung ăn mấy con bắp to trước đi. Ok. À, cứ tìm ấy xong rồi cẩu dần lên là được. Đây, đợi thì thằng này bút cái tờ. Hello mọi người nha, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nha. Giờ 3 giờ sáng ấy, hay gọi là đêm nhỉ. Sáng đêm gì cũng. Hello mọi người. Hello Milo nha, chào em. Hello Milo, Milo. Các căn hai gì ok ta có phép tình nhỉ. Hello hai người đang xem nha, em chào mọi người. Cái gì à? Ngon còn nắc không đi không ngủ à? Ngủ dậy rồi em ơi. Nó còn cái mũ nữa mà. À mũ thằng pin là có phải mất. Để tôi hỏi nhá, con nào nó sẽ chạy hình ở vui mình như vậy bạn đúng không? Lần lượt đây xin nhau Milo nhá. Ở đây 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 bạn ơi, đầu cổng robot gian về luôn à hay như nào? Kéo về đầu cổng à? Ui giời bạn cả như thế thì tôi chịu. Đây 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 đây. Đây, đợi tí tôi gian, tôi nhìn con đắc quay của bạn rồi. Có là ôm không? Để tôi còn cỡ ấy. Mẹ bị vướng quái, xích chết. À, lỗi. Đứng đây đi, đứng đây bắn nó dễ này. Đứng đây bắn nó dễ hơn. Cái này cổng khác mẹ gì nhau. Đứng đây nói G bắn nó dễ hơn này. Cẩu lên đi. Nhìn nó đâu luôn. Nhìn thấy bạn ơi. Đây 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 đây. Ba người đang xem nhé, em chào mọi người. Đây có cái GG nó dễ bắn hơn. Cái này có cái G nhưng mà nó khó nhỏ quá. Tôi ra để tôi thấy nào, tôi ra để tôi săn về nào. Ở đây đi đi mày.
Con vịt đường này nó lại không ấy. Chạy ra vào đây được chưa, nó vào chưa, vào chưa bạn, để tôi ra tôi bắn nó đấy nghe. Ok đấy, bắn nó kìa, cho nó sang bên mè đấy rồi mình kéo về lại được. Đấy, được rồi đấy, bắn đấy. Chuẩn đét rồi đúng không? Chưa, tôi vừa chạy đầu cổng có cái này thì chạy em gì vào trong đấy, phải dăn nó về chứ. Lô 5 người đang xem nha, em chào mọi người. Ok bạn, bạn thân ơi, à và tôi hết mẹ tên rồi, tôi về tôi một tên. Hàng giờ thì giờ hàng giờ thì giờ lên hàng robot thì tìm, để tôi tìm ra một nha, ở cổng sau này, cổng sau hoặc cái chỗ làm lửa ở trên tất cả một cái. Cái này méo có sói sẽ lâu nhỉ. Hiện 3 giờ mỗi cái bot vàng à. Cho thêm tiền BCK. Ê, hello anh Kim Đức nha. Chào anh Kim Đức rồi. Kim Đức giờ này vẫn còn sống này mọi người. Kim Đức giờ này vẫn sống anh em ạ. Hello anh. Rất là cho em xin một like, một lượt chia sẻ nha anh ơi. Qua đi ăn phở cắn bốn lưỡi bây giờ vẫn đau rồi. Đây đã ẩu rồi, được có đồ bố. Này nó cầm kiếm. Nó ra đi lạc sang bên này. Từ cầu 1 nha, sang cầu 2 anh em ạ.
51 á, 51 kênh à? Bảy được chủ hôm rồi đấy. Nhớ mà ấy cũng đang phải đẩy nhanh ấy này, nhanh tiến độ livestream mà còn về lại S6 này. Hello Đỗ Việt Anh nhé, chào Việt Anh. Ở Việt Anh chưa ngủ à? Việt Anh chưa ngủ hả bạn? Ôi toàn con cú đen thôi nàng nước ơi. Vâng đúng rồi anh ơi, bên Khang ấy, bên 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 Cusin xin bạn em à. Qua hỗ trợ nó chứ. Em gọi cả bên Juni Junel với lại là Uzi, nó nhờ cả bên Kỷ Zero với lại team cũ ở BS6 của em nữa. Anh em có hỗ trợ nhiều mà. Hỗ trợ mấy đầu địch địch không lên được luôn anh em ạ. À. Tắc một không có đâu bạn ơi, chắc nó chỉ nên quay ở tắc hai đấy bạn. Mà cái tắc A2 tôi cảm thấy nó hơi rộng. Hơi rộng bạn ơi. Mép mép lên có không? Cắt mép ấy, AD này mà u này nó thì nó đam mê mép lắm. Ui giờ thế bạn bảo tìm rồi mất thời gian nghe, kéo đi bạn, kéo qua đây đi hay để tôi kéo. Để có gặp anh Tiên thợ điện không? Có chứ anh Tiên thợ điện lúc nào sẽ gặp Tiên, ông Tiên ở bên Cao Thủy. Kiên với lại Hiếu, Hiếu nhưng mà Hiếu bên địch rồi. Giờ còn có Kiên thôi, Kiên bên ông Thủy team cũ thì chắc Tiệp thì vẫn chơi ở bên ấy. Tiệp thì vẫn chắc là vẫn bám đuôi Thủy thôi, còn 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 anh Kiên gặp chứ. Kiên này, Kiên với gì nhỉ? Kiên với lại là ông gì tự cứ Sơn Khá. Sơn Cà Mú làm chỉ đạo vô thành chiến, đéo biết chỉ đạo, cứ đi kiểu đi làm chân giữ trật tự an ninh ý. Mệt ghê, mệt về ông ý ghê. Bên đấy nó cứ nộm nha nộm nhộm ấy. Nháo nhác ở lên. Anh nghỉ theo Sơn Mõm lâu rồi á à? Sơn làm gì có ai đâu, gọi là đi server này nôi kéo đi vậy thôi chứ còn Sơn ấy mà Sơn nó livestream nó kiểu là nó like để admin hỗ trợ mốc miếng các thứ linh tinh với gọi người chơi vào chơi thôi, theo hệ chơi 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 miễn phí server thôi, nhưng mà cộng đồng này nó không có khỏe hả. Ông bên này may mà được thằng Cusi nó quen nhiều team mà nó gọi về công thành chiến đi như thế, chứ còn đợt game của game đấy á, team đi sự kiện nó không bằng team bên bên S2 của em luôn, chứ nói đừng đừng nói về S6. Bình thường đi sự kiện ngày bọn nó đâu có đi đâu. Thành chiến thì nhìn nó rôm rôm vậy thôi chứ còn đi sự kiện nó không có đi anh ạ. À. Kéo con này về về đây là kiểu khi nó gần chết rồi đấy bạn ạ. Rồi. Kéo luôn nó về đây đi. Chạy lại đây nhìn này. Nó kìa. Hết rồi đấy nhỉ. Bạn cho đi tìm A0 đi.
Tôi ăn phụ cho anh ăn. Lạnh lõng nhanh. Anh kiên theo team Sơn khá lâu rồi. Nhưng mà bên đấy team Thái, team của bọn anh Thái với lại anh Đức Hạo Nhiên thì làm gì cứ phải team của Sơn khá. Hello anh Tuấn, anh Nguyễn nha, em chào anh. Buổi tối mà sáng sớm mà nhiều người xem ghê mọi người. S6 là con mấy con này là chết lâu rồi đấy. S6 chỉ cần khoảng hai con tầm bôn này, chỉ cần hai con ép bắn nhỉ, chạy luôn bắn liên tục. Đang chơi anh em bên đấy nhưng nào, nhưng dạo này bận chưa on cùng được. Bên ấy á, bên cái bên hôm nay em đi công thành chiến hộ á. Chuẩn bị 31 này em like con S6 ra cụm server mới này, cái S6 cũ em like ấy. Nhưng mà lộ trình nó làm lại khác, kể cả các map miếc các thứ linh tinh đấy. 31. 31 này nhỉ. 31 bắt đầu open 28 alpha test. Và U Hà Nội gạch S6.tv. Chuẩn bị em sẽ like con đấy nhé mọi người. Này con S2 này thì em sẽ like đến hết năm thôi. Like đến hết 31 thôi. Còn SN này em sẽ like đến hết 31 thôi. Nếu mà theo nhu cầu của admin là muốn like tiếp thì em vẫn like. Thôi thì em sẽ like đến hết 31. Ba 30% này làm nó hai tám này, còn độ khoảng chục phần trăm nữa thì tôi chạy đi xong rồi tôi tìm ở Takan nhé, Alan nhé, được con nào chưa? Đầu cầu A 2 dân dân nó về cho đam độc lên trước các bạn ơi. Mấy hôm nay thấy thời tiết ẩm ấm lên mọi người nhỉ. Lúc lúc ấy thì nó cảm thấy nó hơi lạnh lạnh lúc dậy. Dạ em ngủ bập bõm. Này gần mù vậy. Mù sữa các bạn ăn được. Tầm mù này nhanh. Đâu. À, ra mà đi. Tí thằng mặt nó quật mình 5k rồi. Các thích mình. Đấy. Bố đi bạn. Bố đi. Em bắn con này được 28k rồi. Mắc đam bắt được bắn được 28k. 7k7, 7k7 thì có khi là mai em cộng như điểm như này em ôm được nó rồi. Con gì nên ôm ôm để bắn nó ngay. Sao răn không răn nó vào mấy cái địa hình nó hiểm trở một tí.
Mẹ nó cắn đau thật đấy, đứng chỗ này mà nó vẫn vả chết thằng mình này, hài thật. Con hỉ mày. Ơ kìa, đứng đấy mà nó vẫn vặt 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 chết được kìa. Kéo luôn xuống đây bạn ơi. Ba con cơ mà, để lên tôi tìm phát nào. À, đây đây đây, trên này có một con này, ngay trên này. Đây để tôi kéo. Tôi kéo, con này tay nó hơi dài. Ơ kìa, nó đang đánh con nào vậy? Nó cứ đứng đấy, nó đánh vù vù vù. Mình bị lát nào, mình bị lát rồi ạ. Đấy, bị lát cái này. Ok. Biết rồi, tôi biết rồi, tôi bị lát bom mà. Mình người ta hai con rồi. Rồi ok, bắn mày là bắn được cả hai. Ôi rồi, tôi toang. Nó đập cái chết nên tỏi luôn. Con này còn cắn đau hơn cả con robot. Đứng cạnh ông Okai ông ấy làm cho ăn sạch cái xanh bót luôn anh em ạ. Bạn vừa chết à? Đứng mất chân boss thì lại không chết, đứng đứng xa xa boss lại chết, hay thật đấy. Đấy vừa mới nói khỏi mồm xong rồi đã tát cho gái rồi. Mình ghét mày con bắn băng này thế. Hello Việt ngốc nha. Ở Việt ngốc hôm nay đi làm đêm à? Anh Việt ơi, hôm nay anh đi làm đêm à? Em ghét những con nhái nhái, con người nhái này. Bắn băng khó chịu quá. Hello Việt ngốc nha, hello anh. Ừ, làm đêm như bây giờ anh làm đêm à? Vậy dạo này vậy thì từ giờ em sẽ chịu khó em livestream đêm để anh vào ủng hộ em nha. Có nên nó đánh thì nó đánh chết thì cứ chịu khó nên lại thôi chứ bây giờ biết làm sao được. Thôi cần gì bắn nó nhanh chết nên nó là cái đam mê. Anh Việt ơi, anh sắp được nghỉ Tết chưa? Còn mười mấy phần trăm rồi, con này còn năm mươi mấy phần trăm này. Vì còn có một con nữa kiếm đi. Con này xem còn bao nhiêu phần trăm? 18%. Nó tát mình được một được 7.700 máu. 7.700 thì mai thì cộng có cộng vào đây thì nó rơi vào được khoảng không, mai là tát vẫn chết thì ngày kia là tát mới không chết mọi người ạ. Chưa mịn. Năm nay Tết đến sớm mỗi khi người ta cho nghỉ muộn, với lại hình như năm nay em thấy nào bảo là Tết Nguyên Đán được nghỉ có 7 ngày hay sao ấy, ngân hàng em nó cho nó nghỉ có 7 ngày thôi. Em thấy bảo là Tết Nguyên Đán năm nay được nghỉ có 7 ngày. Hôm nay hình như là năm nay có 30 này thì 27 28 vậy mùng 5 vậy đi làm à? 27 này, 2 27 28 29 30. Chắc phải 28, chắc phải hết ngày 27 mình mới được nghỉ. 28 29 30.
mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 bắt đầu đi làm à? Ê, đi làm sớm ấy. À mấy kìa. Hello anh Lộc nha, em chào anh. Hello anh Lộc Nguyễn. Anh Lộc ơi, gì vậy? Anh còn bên chơi chơi bên 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 đấy không? Bên bên của Hồng không? Hello anh. Thắc đủ thức khuya thế. Em vừa mới ngủ dậy đấy, không phải thức khuya đâu. Em vừa ngủ dậy đấy. Còn 2% kìa. Thôi để cho bạn đấy bạn ăn nốt đi thì em tìm. Em tìm cái quốc mày. Anh Lộc ở bên Mỹ này trường này. Anh Lộc ở bên Mỹ, trước chơi cùng ở bên Tùng Núi. Bên Hồng. Không, anh em nghỉ rồi. Qua đây chơi với em không? 31 có một con open này anh, 28 chứ. 28 có một con open đấy, em có qua chơi không? Ê, tắc ăn một bạn ơi, ăn ăn một, để tôi kéo về đầu cổng. Cả đầu, cả ăn ăn nhá, cả ăn ăn một. Nên toàn phụ bạn, xong rồi tôi dẫn bạn đi cho nhanh. Chưa chết con 1% này gà, lâu ấy. Để tôi bắn nhau nhanh, cho mày chết. Chết này kìa, ơ tôi ăn à? Ảo vậy. Đập luôn này được cái gì không? Để thêm kim gì kìa. Tôi chết mấy lần mà tôi vẫn ăn. A06 giờ. Ờ, cổng A06 giờ. Đây để em dắt nó về đầu cổng đi cho nhanh. Anh em đang BK ác liệt bên này. Bên nào anh? Đến 31, đến 31 mà có ấy thì ở ấy nha anh. 31 mà chơi thì ở ấy em nha. À anh Lộc có Zalo không? Cho em xin Zalo của anh Lộc với. Lộc có Zalo không anh? UHNE6.com á, nghe quen nhỉ. Ok Facebook à, ok anh. Này, hả? Đây à, bạn về ăn một đi. Ừ, nó ở gần cái con thuyền vỡ ấy. Đây đi ra đây. Đi là cái bãi thỏ giữa đi. Admin Hiếu. Admin Hiếu anh ơi. Con S6 mới sắp tới em like là Admin Hiếu. Ăn xong con này đi tôi dẫn bạn đi ăn con đấy luôn. Là xong. Còn chúng ta đi tìm rồng vàng với mấy con boss nhỏ nên là ăn được vừa xong rồi, đẹp rồi. Admin Hiếu anh ạ. Hiếu cu te hộp me. Server này là server của Admin Thanh Hùng S2. Em đang like con này là S2 chứ không phải S6. Đây con sắp tới của S6 này em gửi cho anh này. Nội trình ở ngoài web hình như có rồi đấy. Đây để em gửi cho anh nha.
Nếu mà anh có tin thì em có thể em bảo với lại bên admin để admin hỗ trợ. Anh ấn vào đấy xem lộ trình giùm em nhé. Alan đi bạn ơi. Alan đi, tôi dẫn bạn đi. Rồi. Đây bạn. Alan đi. Hello anh Triệu Anh nhá. Hello anh. Đâu? Đã tìm thấy chưa? Đâu, bạn ghéo đi đâu rồi? Để dập đi. Vâng, đúng rồi anh ơi. Con server này em chỉ nhận hỗ trợ like có một tháng thôi. Em nhận like server này một tháng thôi, còn em ký bên S6 kia thì là ký 6 tháng. Nhưng mà hiện tại là S6 bên kia kìa, hôm trước ấy là nó bị trống mất 1 giờ like làm server mới nên là admin bỏ em qua đây live một tháng hộ bên S2 này. Chứ hai admin của hai MU này là khác nhau chứ nó không giống nhau anh ạ. Bên này em tập trung, em sẽ tập trung chủ yếu vẫn là S6 kia. Đây để tí nữa em sẽ bảo admin liên hệ này. Sáng nha anh, cảm ơn anh. Có cái nội bộ à, team anh Lộc ấy. Team anh Lộc bên Mỹ này, anh Mỹ. Team Lộc Mỹ này. Đi bạn, bắn nó, bắn nó, bắn nó. Anh Triệu Anh ơi, cả này anh còn chơi game không anh? Ông không nhìn thấy phần trăm đâu, bạn báo phần trăm lên nhá. Ô tô chết rồi. Em like vui vẻ nha, anh đi ăn Noel. Giờ Noel vẫn 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 còn Noel anh. Giờ Noel giờ hết rồi chứ. Ok anh, thank you anh nhá. Có gì em bảo admin liên hệ với anh. Ủa nó luôn này. 25%. 24%. 22, 21. Ok anh. Ok. Tôi đi tìm rồng nha bạn ơi. Không, tôi đang bảo tôi tìm tìm rồng cơ mà. Bạn ăn 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 sắp xong xong nữa. Mấy con rồi? Đầu D4 á.
Bước qua ăn phụ với bạn cho xong con này luôn đi. Từ cậu nên ăn hai con rồng đấy với lại ăn ba con người máy, ba rồng ba người máy, còn ba rồng ba người máy với lại mấy con có một nữa. Còn ba rồng ba người máy với mấy con một nữa anh em ạ. Nói chung là săn một tiếng thì chẳng cả con boss nào đâu. Rồi chết rồi kìa. Sao đi đập ăn được cái gì không? Để quần hỏa long kìa. Đấy. Ra ngoài bút của anh nhà đây kìa. Oh, D4 nha. Gì? Oh, người máy này. Bắn đi. Người máy này bạn. Người máy lồng này. Lồng của người máy luôn này. Hãy đi vào đây con vào đây bắn đi. Hãy đi theo tôi đi tìm. Đám đi, đám đi, đám đi. Đam đi bạn ơi, đam đi, đam đi, đam nó, đam nó. Này, sao ô trai, sao ra quay bút vậy, đam đi. Nhiệt tình lên. Ô có S2, ô có S, con bắt 2 ăn nhanh, nhanh thế nhỉ. Đi tìm rồi, chạy đi tìm rồi. Mò gì, mấy mấy bước chân mà. Tìm luôn. Để còn hai rồng hai người máy nữa. Tìm xem nó ở đâu. Tôi nhìn thấy con vợ nó này, á con vợ cắn bắn nào ấy, vãi ra. Đây này, bắt đế vương này, đây là con boss 2 này. Kéo về luôn đi. Bắt đế vương của bạn à. Không đứng ở chỗ con boss 2 gì kìa. Kéo về đi, để tôi đi vòng đã biến ngược. Nó thang ở chỗ hồ băng với lại cái bên góc này không có đi ngược á, ngược hay có rồng cái này bót hai mà. Luôn. À đây 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 đồng đây rồi, bốn có một con nhé. Về đi qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Vậy là còn một rồng với một bóc hai nữa. Nhìn lên mưa này. Nhìn chưa? Cứ chạy gì đấy nữa hết rồi.
Tôi chạy hết rồi, chạy một vòng rồi. Ăn con này về thôi. Ăn về xong rồi ăn thịt rồi. Về đầu cầu mà thịt nó này. Đấy luôn. Từ ngày luôn này tôi ăn về. Con kia không biết ở đâu đây. Kìa đang bị vướng con đó. Con đi cài nó. Nó vào chưa? Vào góc rồi ạ. Vào rồi đấy. Bắn nó. Con đấy mình ăn sau mà, no gì. Hai con này lại với nhau. Thì mấy con nào nữa chưa bạn? Hả? Dẫn nó về lên luôn đi. Còn một con rồng đấy. Ăn luôn con này này, ăn luôn con bắt hai của cùi này, bắn nó nhanh. Thế qua đây tôi làm phụ thôi. Cho nó xong rồi nên còn hai mới với anh. Chứ chờ này bắn nó. Gọi bù đăng đi. Bây giờ mình có bún. Ở thì độ khoảng 5 rưỡi nó có phở rồi. Đói. Bún mát. Tôi đang bún thịt lồng ở đây 2 nha. Không, tôi đang bỏ còn một con rồng đúng không? À đây, đây, đây một con D2 này. Ta làm mẹ để tôi bắn phụ cho nhanh. Ý hộn 10% ăn cho nhanh. Tập trung dí con rồng kia luôn đi. Con này bia một mình tôi bắn chết được nó à. Yếu xìu, con này yếu xìu. Ông thang kia ăn con rồng kia cho nhanh. Hai con ép phải rúi con này chắc chỉ khoảng phút là chết nhỉ. Nhanh vãi. Đang phụ bạn rồi. Đa bà tìm tí tìm đa bà đúng không? Phiu 30%. Mười mấy bạn xem này, mười. Rồi, bạn ăn đâu đi. 8 ăn rồi. Nó ở trong nhà của D Đa Ban rồi này, bạn này. Nó nồn rồng ở trong nhà D Ban rồi này. Cứ dậy không? Bà đây nó khốn nạn lắm. Nó luôn. D
đứng đây canh đi để tôi về tôi đa vì con Darius hai kia tôi bán phụ ba con bán phụ ở đó cho nhanh à, đa bốn rồi bán phụ con kia cho nhanh để học chết được là 24% này con đi tổng ăn hơi lâu nha nên đam nó đi nên gì con này đi vậy là còn mấy con bắt một thôi đúng không cái lồng đỏ đúng không ý bạn tìm ở ấy đi tôi đây Noria tìm mấy con một còn mấy con ép nó uống nhỏ nhanh không cứ mắc đà mà uống tầm này mắc đà mà uống uống chết luôn ba phần trăm này con này còn 3% này 2% này bù này đâu vào đi nhảy vào bot đi chịu tôi đã mua rồi đấy cái phần trăm máu kia nó ít quá ông không cay hết được con treo chín mà đam đi bạn ơi xem ở hai hình như chúng nó chưa ăn hay sao bạn này hay sang ăn mẹ mấy con bốc năm mấy bốc bốn đi bạn thăng tìm thế nào bạn thăng tìm đi bạn cho một con DL và thăng tìm đi bây giờ cũng hết bot một bot hai ba ba à hết hai ba bốn năm rồi còn gì đó một rồi mà sao mà ai chúng nó chưa ăn thì mình sao mình ăn hộ ốc đập la ném lấy đồ cho anh em sướng mươi phần trăm đây kiếp bị mẹ cả lũ ủn mày nhanh như vậy đó 30% này tìm rồng đỏ hoặc kiếm viên B cho ăn nữa đi tìm Maria mình có món nhỏ không ăn được đi tìm mấy con trâu tìm mấy sâu bạn ạ ta gần nửa map mà chưa đến con nào luôn
Ăn hết luôn, không còn để cho con nào chừa sót. Cái đồng cỏ của nó ria rộng vãi lên. Chưa xong rồi con bắt bà đấy cơ. Mặt đang ở đâu đấy? Con nào không? Có tim thì con nào không? Nhìn nữa con nó ren tìm mấy con gà ăn. Trâu nó mọc ở đây mà nó không mọc ở nó ren rồi nhỉ? À nó ria nhỉ? Mày chết, tao gặp được con gà luôn. Mắc đam luôn con gà nha mày. Lucky bóc lucky Mew đã giết Mew giết được B một BC boy. Theo vào hai của con nào không bạn? Alo. Theo vào hai còn con nào không? Nó theo vào ba. Câu tôi qua từ bà làm cho nhanh. Bởi đi chạy nốt cái map này nó còn không? Tìm được mấy con rồi bạn? Lại thêm con gà.
Đây, mày chết, con cuối. Tao tìm mày mãi. Khi ăn mày giỏi xếp thì... Hello anh đi khẩn nha, hello anh. Hello anh đi. Ờ, sang server 3 đoàn tụ với lại bạn trường nào. À đúng không bạn? Bút hay ép bút vậy? Bỏ tôi phát bạn ơi. Logo với hàng rơi. Ở phía giữa cái chỗ dung nham ấy gì thì nhìn thấy luôn đây con à hay một con đấy ăn một con để cửa. À, nôi đi, tôi làm phụ cho rồi, tôi đi tìm luôn. Ở bàn thiếu Beauty Boy. Để luôn. Hai mươi phần trăm này bà ăn mấy con kia nhanh cảm giác ăn này lâu vậy. Con này ăn nhanh có bộn con rồng cũng lâu con này chắc nó phải ngang ngang tầm ngang ngang con rồng thôi lâu hơn rồng vàng một tí có bao bốn thủ nó sâu hơn thì phải có bốn thủ nó sâu hơn. Ý nhặt được đập luôn thì bạn ý mình soi dòng sau thì ném này đồ ngon chúng mới thả bán coi có phần dễ mua hơn tớ bán bột đâu ai mua có cái cùi quá ném đi cho nó vui tay. Chứ đập vào dần rèn mới đồ thường. Cái tiền nó mua thả là cái tiền nó ấy hơn đấy. Cái tiền nó để đấy nó nạp còn hơn. Nạp vào lấy bóc kia hoặc nó lấy coin nó mua thẳng đồ nó nhanh. Tao vào bút ăn. Con này này, làm nốt đi. Cái nó mua đi bạn. Thế không có bạn nào dạy chơi với anh em mình nhỉ? Tôi đập được hai món đồ ích hai món đồ ích luôn đấy ở đây là ngon không? Của vua này ngày xưa nhá hai bọn tôi còn đi nhặt mấy cái hộp của vua đập ăn còn có khi được trao cơ
Ngày xưa nhặt ngày xưa nhặt nhiều lắm, ngày xưa phải nhặt mấy trăm hộp, nhặt mấy trăm hộp phải đập được phải ít nhất phải 1 đến 2 viên. Cái đợt mà Hà Nội còn bầu mẹ gì nữa. Không, ngày xưa cái đợt bọn tôi cày quốc khó vãi. Đi nhặt mấy cái hộp này này, nhặt mấy cái con chương vàng đập ra được cái mấy cái hên hên thì đập được trao, nhưng mà đập được trao thì đổi được ấy, đổi được đồ của vua, rồi về sau có cả vị huân chương nữa, huân chương bạc, huân chương vàng. Ngày xưa cứ đập cái hộp của vua này, cái đợt đầu đã có hộp của vua rồi, bóc kinh kinh bóc này là có hộp của vua rồi. Thì một cầm một bút. Muốn gặp anh siêu chuối với quỷ kiếm sầu không? Quỷ kiếm sầu thì tôi biết, nhưng mà siêu chuối thì tôi không không chơi với nó. Quỷ kiếm sầu tôi 1 đến K ấy thì đang chơi với tôi, còn siêu chuối thì chịu. À, mấy ông ấy thành công rồi. Không biết huyền thoại siêu chuối vì anh nhìn như thế nào vậy? Vậy hôm nào phải bảo anh em cộng đồng MU làm cái phóng sự về huyền thoại siêu chuối. Không, nhưng mà vẫn là phải có một cái thằng mà nó cày cuốc cùng cái đợt 2003 anh em mình cơ. Về sau nó cho ạc, nó đưa ạc nó chơi về cái ạc sau thì nói làm gì. Đợt đấy reset mấy nghìn lần. Ngày xưa nó ấy đâu, vào sau là thọt. Kìa bạn. Móc đâu ra bị xì bòi, tôi mới không mua với. Đi tìm đi bạn ơi, đi tìm hang Robo chưa? Bà hang rơi đi em nào. À, có rồi à? Hello anh Nguyễn Hoàng nha, em chào anh. Hello anh. Em chào 72 người đang xem nha. Mọi người ai đang xem like của em đi cho mình xin một like, một chia sẻ nha mọi người ơi. Trường ơi, Trường, tôi 4 giờ nó vừa bị reset mạng một cái cầu tôi lại phát nhé. Mọi người chờ em tí nhé, vừa nãy 4 giờ nó bị reset mạng vậy. Hello anh Phạm Tuấn nha, hello anh. Sao người đẹp hôm nay không ngủ à? Em dậy lúc 1 rưỡi 2 giờ mà, em dậy lúc 2 giờ rồi anh. À, nó vẫn ở đây, may quá. Thưa anh ạ. Đêm em có mấy khi em ngủ đâu, nhưng mà hôm nay em ngủ 10 giờ em mệt mệt. Em nằm đến là 1 rưỡi em dậy em ngủ được 3 tiếng. Sau đi mọi người nhé, vừa nãy 4 giờ nó cái mạng của em nó bị reset một cái. Giờ kết nối thì ok đấy mọi người ạ. Kết nối đã ổn định. 43%. Có DL đi thì bóc 4 đấy bạn ơi. Bóc hết. Bóc 4, bóc 3, bóc 2, bóc 1. Thịt hết.
30% này. Mắc đam bạn 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 bán được bao nhiêu k bạn trưởng? Bán được 28k, 28132, 28k, hơn 28k tí. Phần trăm này bạn ấy nó phi bài đấy có DL chạy trước này mà có vào tồn 30 nhanh. Có cái áo nông mua ở đâu đẹp vậy, mai anh đi mua về mặc cho đẹp. Cái áo này anh gọi em tí em gửi cho, tí em gửi link cho, mặc áo này ấm cực kỳ luôn. Có cái tai nhìn nó hay hay vậy thôi chứ còn nó có nhiều mẫu mà. Áo này ấm lắm, mặc ấm lắm. Nhìn nó có cái tai nhìn hay hay vậy thôi chứ còn cái áo này của nam nha, chứ không phải nữ đâu. Cái áo kiểu áo khoác kiểu dạng áo khoác áo choàng của nam ấy. Tôi vẫn cãi được của bạn chưa? Ba đi bạn ơi. Chị nhận tin là fanpage em gửi ấy cho, em gửi Facebook của bọn nó cho. Thế đâu em định mua thêm một cái nữa ấy, nhưng mà cái áo này cũng đắt đấy. Áo này cũng ở trên này em mua là hơn 2 triệu ấy, còn không biết bây giờ là bao nhiêu em không biết nha. Bây giờ nó tầm này nó cũng sale sale rồi chứ nó không đắt như trước đâu. Tầm này gần Tết thì chắc nó phải sale với mọi người ạ. Ngách 3 có cá nhỏ này. Con cá vàng nhỏ này. Long Vương đâu? Long Vương. Long Vương đâu? Bạn ơi, Long Vương ở đuôi ấy luôn này. Đuôi về cái chỗ tắc cạn luôn này bạn ơi. Ngách 3 này. Rồi. Thì ấy đi, vậy thì lên đi bạn ơi. Cho bụng lên đi, cổng lên đi. Tôi vừa nên bị đã giật cho cái xích ngắt này. Cá vàng con, đây một cá vàng con vậy. Để sư cứ gọi là con Long Vương vợ, con Long Vương chồng. Đây là con vợ của nó nha mọi người. Đi có mới tí thôi mà, đi có 4-5 phút thôi mà. Ấy thì đi gùi thì bắt gùi gì? Mình đúng xa. Đây đấy, ở dưới đây này bạn sẽ đi xa đấy. Đây mà. Lấy triệu hồi đi, nó ở trong này góc góc này, nhìn không? Cái con mắn mắc này sao mình ghét lắm nhỉ? Hai mấy con bắn băng này bực mình người nhái bực. Tao bắn băng lại lại mày cho xem đứa tao cho đứa tao chết. Đứng răn răn nó vào góc đi, cái mà nó bị cái đỡ khổ khổ. Anh mua về với em cho đủ cà phê chứ, chứ trong Sài Gòn mặc vào ướt hết luôn.
Không, trong Sài Gòn không mặc được áo này anh ạ, anh phải là Hà Nội anh mặc được. Nhưng nói chung là mặc áo này nóng lắm, mặc áo này nóng lắm. Ôi mua làm gì, em sắp thay đổi mẫu khác rồi. Để hôm nào em vào Sài Gòn em sẽ mặc mặc bộ đồ đồ bộ với anh cho đẹp nha anh Hòa. Đấy, mọi người nhìn em là con gấu đây, miu 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 miu. Mới đâu mà mua mấy cái áo này mới đâu về nó cũng rụng nông nha mọi người, nó rụng như bây giờ dạo này nó đỡ rụng rồi, dạo này nó không rụng nữa, em đặt được 2 lần nó không rụng nữa. Ôi chết mẹ rồi, cầu tôi lên phát bạn ơi, cổng lên phát đi. Đây, mỗi một lần cầu tôi sẽ cho bạn 5 triệu gen. Tôi đang có 500 triệu trông vậy mà gen hao phết ấy. Như bị chết bị mất gen hay sao ấy, nó chỗ nào để nó không đánh chết được mình nhỉ. Đứng đây đi, từ sau con đê cao nào. Bu và bó đây anh em. Thiếu cái áo da nhân nắc nữa, kiếm cái áo da nhân nắc nữa. Như ấy có hình như bạn là bạn nó có hay sao ấy. Ôi lại toang rồi bạn 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 ấy ơi, bạn Trường ơi, tôi bị chết rồi đấy. Ôi mỗi một lần chết hơi bị mất nhiều gen nha, mất 10 triệu gen luôn đấy. À, nó từ nãy giờ mình phải chết 50 lần này anh em ạ. Cầu lên phát đi bạn ơi, bạn thân ơi, hay vui như nào. Còn con nào không? Còn con nào không? Ở trên đây còn con nào không? Đi tìm. Vậy đó ở trong vách trong hết à? Đầu gì? Đa ba à? Đỉnh nữa. Còn con nào nữa không? Một con bên trong tác ăn lượt à? Ăn ngược à? Tôi nè, tôi đã nhìn thấy bạn rồi nè. Nha, hello anh. Đến độ khoảng 6 giờ thì em sẽ đi ăn sáng mọi người ạ. Đấy nó lại quật chết em ấy sao ấy. Hình như tóc này có hơi dài không nhỉ? Hay tí đi cắt tóc nhỉ? Ngủ đi anh. Tóc tai này đi tắm cái xong rồi em sẽ đến sáng em ạ.
kia ăn xong rồi gửi bạn. Ê. Ok ăn xong rồi à? 2% à? Đứng góc này đi, bắn vào cho nó đỡ cắn. 9% này. Ơ kìa, nó vẫn cắn được mình kìa. Bực mình ghê. Còn một con ở đâu nữa bạn ơi? Tắc ăn nước á. Vậy tí mình đi tắc ăn ngược ra nhỉ. Bu vào đi bạn. Bu vào nó đi. Chúng ta sẽ đớp hết bot. Đớp hết bot của server không để chưa con nào. Nó lại dí chết mình ở kìa, bực mình ghê. Con ông vương này. Ừ, bao nhiêu phần trăm vậy bạn? Hello anh Cường Nguyễn nha, có hai gạch máu ấy, mà chưa nhìn thấy nó được còn 17-18% gì đấy không nhìn thấy nghe mà. Hello mọi người. Có bố bạn đi đâu rồi này? Lại xuống tắc ăn nước rồi. Này sắp chết rồi. Bốn phần trăm mới xào mọi người. Chết. Nhặt. 4 này. Cái gì không? Kìa quần huyền thiết kìa. Một M70 nhặt rồi đấy. Ý ngon ngay. Ý cho Tuấn Te mới là có chứ. Kìa yeah, ngon phết. Vậy này chắc này. À cho bạn của bạn này. Thằng Minh nhỉ. Thôi nó dí chết tôi rồi. Nó tìm khóc bán vì nó dí chết rồi. Thôi để tôi chạy ra tắc ăn được. Cho đi tìm rồng các bạn ơi. Tìm rồng với tìm bot 2, Davies 4, Davies trước đi. Để tôi đi tìm.
Con này còn bao nhiêu phần trăm? Nhìn phần trăm của nó đâu? Sau cái thuyền vỡ bắn nó. Mắc các bạn ơi, chưa mắc never thôi, còn mắc đi chết rồi. Một giờ hơn tôi đợi tôi cắm mà. Ăn lẹ đi rồi về ấy. Rồi tí tôi ra vòng quay mắn ở ngoài web, tôi còn ít coi, tôi quay nốt. Quay kiếm viết ngọc rồng nữa. Nào mà nâng cấp vũ khí rồng thì mình sẽ có cái dùng ngay, ngọt nước ngay. Ở đi 11 thì 11 đến lúc ký thì hai mấy ngày chứ nhà không nên được cái nọc 11. Thì tôi cứ đập cái nọ 10. Tôi không đập ai đâu, tôi không đập 11 một ấy món đâu. Tôi cứ bìa đập full 10 đã, xong rồi tỷ lệ nó lễ lễ tôi mới đập 11. Vũ khí á, vũ khí nhưng mà tỷ lệ nó đang khoai lắm bạn à. Đập đi, được món nào được đập đi. Bạn cũng mặc đồ cấp 6 đúng không? Có cái áo rồi đúng không? Cùng lúc không lúc là đập sau đi thì bẻ cái ám như của tôi ngày mai hôm nay thằng em đi đập cho nó là 2 tơn mới lên. Tôi đập cả 5-6 tơn có lên mẹ đâu. À không, để tôi gạ thằng nốt mua lại cái áo gia nhân của nó, áo nút của nó, xong rồi tôi để lại cho bạn cái áo này, bạn đỡ phải đập. Đấy không? Cái gì? Ừ không, tôi đang bảo tôi mua lại cái ấy cơ mà. Mà đấy là đang nói đàm phán như thế, còn vấn đề là mình quay để mình lấy viên ngọc cơ mà, không quay bạn bảo viên lấy ngọc rồng đéo ra mà đấy nâng cấp độ. Đầy đồ bóc đập từ lừa rồi nó vẫn bắn chết được tôi này. Đưa bán không x6x5 coi server cũng thả còn nhiều đâu. Số lượng mua cái người mua thì có thể là hạn chế nhưng mà coi ở trong server nó không còn nhiều, nó rao. Câu hào rồi các bạn, bọn nó quay này. Búp đi, con búp của bạn cả búp cái gì vậy? Nhận đi này, ném này. Nhân sư kìa, đang ngoài búp nhặt luôn kìa, còn đang ngoài búp nhặt luôn này kìa. Con này mình đập hơi ngon đấy vậy, là bốn bóc ra cả bốn đồ x ấy, không cùi đâu. Cầu với bạn đây, cầu đi. Đâu, tôi đã thấy nó cẩu lên đâu. Sao 9 với tôi vẫn đang đứng này này. Đâu bạn, đợi bạn ở chỗ nào? D4 á. K4 á, D4 á. D4 rẽ trái đến à. Đây rồi. Nó từ hôm qua. Đấy, ăn xong cái nũ này nữa là ngon rồi. Bóc 1 thì bỏ qua đi. Bóc 1 server 3 thì bỏ qua đi. Tôi cũng chỉ chê lên 331. À 331 tôi thừa rồi. Tôi 337. Tôi 337 rồi. Tối đa Devin 7 là 331 đúng không? Levin 6 BC7 là 331.
nhanh ấy mà. Bùa qua từ sau đập đến 10 không? Bữa sau mà tôi vẫn ăn được con này. Đảm rủi nhanh. Tìm thấy con nào nữa chưa? Còn mẹ đập sĩ đấy vừa mới nói xong rồi là đập đồ ấy, đập cái tay vải thô luôn, sợ thật. Mỏi chân quá. Vừa mỏi vừa tê chân mọi người ạ. Sao nó đi đâu vậy? Này được tặng cho nhanh. Còn hai rồng với lại một robot nữa đúng không? Robot nữa đúng không? Hai rồng với hai người máy đúng không? Hai đồng một người máy, hai đồng một con người máy đúng không? Đi vừa là tiếng rưỡi này, đi vừa là lúc 3 giờ này. Vợ đi ông hiệu hiểu hiệu ấy, ông đang mở like cho bên bổng bi ấy, bên bổng bi gaming không, thanh sang ấy, lấy thanh sang ấy, các bi cũng hỗ trợ ông ý cài like cái linh tinh ấy, chứ ở bút tiêu mắt nó kia các kiểu, ông cũng gầy gầy như ông ấy, nhưng mà ông còn giọng của ông còn nghe nó còn ông liếu ông lô là... Được à. Thì đừng gói mà rẻ khói đắt. Không cần phải bút đâu, tại vì là có hợp đồng thì bút thì nhìn cho nó uy tín thôi, chứ còn bạn mà chưa có kinh phí thì bạn bút làm gì, bạn cứ cày trước đã. Tôi cái fanpage của tôi dạo này bị bóp nhiều mà, tôi toàn phải bỏ tiền ra chạy bài, với lại tôi toàn phải bỏ tiền ra tôi bút lên. Con Hân nó còn bị bóp là con Hân còn giờ còn bóp còn có mấy trăm một like của nó ngày xưa nha, nó còn lên cả mấy chục nghìn lượt xem, bây giờ còn có mấy trăm lượt xem. Hôm nay như thế năm đó, hôm nào nó không bóp thì nó lên được độ khoảng 500-600, còn hôm nào bóp á nó còn có 200-300 mà. Tôi đang kẹp like, bạn có ấy thì tôi chuyển quyền quản trị sang cho. À, cho chuyển biên tập viên thôi mà, quyền quản trị biên. Đây ba like. Còn ngọc bích kìa. Đi kìa. Con rồng hay con gì? Hello Cam Hồng Anh nhé, chào Cam Hồng Anh. Đây có con rồng này. Bên cạnh con rồng luôn này. Vậy còn một con rồng một con người máy nữa thôi. Ăn xong con này còn một con rồng một con người máy nữa. Qua cho ăn nốt đi này. Hello Cam Hồng Anh. Fanpage để mà ấy, và fanpage để mà like. Tôi đang kẹp like fanpage đấy. Fanpage để 10k cũng được, nói chung là bên đấy pet để là pet tôi mua, nhưng mà tương tác hàng xu là cũng có để tương tác chứ không phải là không. Cái gì fanpage xanh hầm, fanpage đấy được đánh giá 5 sao thôi, còn
trước nó là cái group đêm mà. Trước mua cái đợt đấy fanpage đấy hình như được 2 triệu à? Đấy mua fanpage đấy 2 triệu hay sao ấy. Cái hãng à? Tôi kẹp ấy, tôi kẹp like chéo ấy. Nghĩa là tôi like chính thì sẽ ở page Mi Quý Phi, nhưng mà cái page đấy là của tôi, là tôi đặt tên là Mi Hoa Minh đúng không? Thì cái fanpage đấy ấy là khi mà tôi đăng video ở cái này thì mặc định nó cũng nhảy sang bên kia luôn. Thế tôi kẹp hai page tôi like ấy. Thì tất nhiên là bên kia thì nó vẫn có cái độ truyền thông của nó. Bắt buộc hơn bây giờ fanpage của mình nó bóp tương tác thì mình, thay vì mình like một fanpage mình like 2-3 fanpage đi cùng một lúc đi. Kẹp like chéo rồi thôi. Lái xéo fanpage đây. Anh ấy có một B rồi mà. Đi tìm đi, đi tìm đi, có một người máy đấy. Đi là đã viết ngược xem còn không. Thì bạn bấm chết à? Bạn băm mà chết đi. Này ông hiểu già ham hố gì vậy? Não ấy kiểu tính, não ấy kiểu ham hố kiểu gì ra. Não ấy tính, cái não ấy cũng không đến nỗi là chơi kiểu cũng không, không đến nỗi là không được đâu, nhưng mà kiểu não ấy kiểu cứ ham hố kiểu gì ấy, kiểu vừa tham, không phải kiểu tham xong rồi kiểu là tham xong rồi kiểu cái gì cũng vơ vơ ở mình ấy, kiểu nó ham hố ấy. Kiểu già rồi còn ham hố ấy. Ông Thìn thì ông kiểu sao ông cũng không thích ông ấy, hay ông ấy hay khịa lắm, ông Thìn hay khịa ông ấy lắm. Ông Thìn suốt ngày vậy chứ. Úi dồi ôi, bớt bớt đối thủ cạnh tranh của hiểu hiểu già. Suốt ngày kiểu bớt đối thủ cạnh tranh của hiểu già, buồn cười vẽ nhìn. Vậy hiểu cũng cay phết đấy, nhưng mà ông Thìn có một ông ấy kêu được cái gì đấy. Ông Thìn ông ấy lớn tuổi rồi, ông ấy bằng tuổi ông hiểu. Cười, nhưng mà nói chung là tính ông cũng hay phết. Mình chả quan trọng vấn đề này đâu mà. Ma thuật đã dạy ma thuật chưa? Dạy ma thuật. À. Thì ai bảo bạn nhặt đâu, bạn tên em đội x nó, bạn để nó auto tự nhặt đấy chứ. Tôi đang đi vòng điều đã biết được nha, còn hai con nữa ăn nốt đi kìa. Cho đỡ lạc đàn. Còn con đấy mà, còn con chiến binh mà. À, còn con robo mà. Rồng mà tìm đi nữa. Ờ. À quả đấy mình clear hết rồi, xong rồi con kia nó chết rồi mà nó vẫn giữ được đam ấy chứ. Mà nó chui trên boss nó giữ được đam ấy chứ. Fleck, tại vì con Fleck thì mình để trong đấy nó lâu quá. Đúng rồi, không clear được, không clear con nồi đấy được. Vấn đề là không clear được, chứ không phải là mình có sợ con đấy đâu. Mà kiểu bị mấy con đắc quai kiểu cứ lên cái nó tele chết, chưa tính được mấy con DL chặn cổng nữa. Xong rồi hai vui của nó đông vãi ra. Hôm qua lại team mình lực lượng lại mỏng nữa chứ. Xong rồi buổi chiều này bọn ông ở thôi cho bọn kia nó, bọn dân cày nó tách riêng ra nó chơi nữa. Lại càng mỏng thêm. Ừ. Ừ, nói chung là cày thì cày, nhưng mà nói chung là như thế được. Còn nói chung là tôi thấy ở trong cái Discord các bạn ấy không tương tác mấy, với lại là nó không hợp với lại cái phong văn hóa của team mình thì mình không hợp, mình cho ra, chứ còn mình cũng chả có cãi nhau hay gì cả. Ừ, kệ thôi. Tìm mấy chưa?
Tăng điện đang đi ra đa hai đây, đa hai có một con vợ nó này, chưa nhìn thằng chồng đâu. Đây 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 đây, đa hai đầu cổng đa hai. Có con robo qua đây ăn luôn này. Con nào đang qua đang phụ tôi đi cho nhanh. Chị ấy đi. Em có người mấy bạn con rồng nữa xong không? Mấy đồng nhá. Con này tôi bán tí á, chết à. À không, ừ cứ thoải mái mà. Sĩ bạn mà đây đây bạn buồn thôi. À ừ thì tất nhiên là rồi, game thì nó game chứ còn Tết thì vẫn phải ấy chứ, Tết vẫn phải làm chứ. Bắt bạn là nhà cày đâu. Cái tháng củ mật mình phải đi làm xe đào xe quất các thứ linh tinh, Tết năm nay sớm như thế nó bán đào bán quất và bán buôn là hay bán lẻ. Thế thôi ấy thôi, còn lúc nào rảnh thì vào, còn không thì ấy, còn không thì cứ vứt đấy thì có anh em dân cày hoặc ấy thì anh em cứ đổi nhau mà cày hộ bán thôi. Vấn đề về công việc hay là về vấn đề về sinh hoạt về gia đình, lúc nào mình cũng phải ưu tiên đầu tiên các bạn ạ. Game nó chỉ là một phần thôi, người rảnh thì mình vào mình chơi game, mà game giải trí mà, chứ không phải là game mà. Game nó có nuôi được vợ con bạn đâu, đúng không? Nói chung là thoải mái đi. Tôi có đặt nặng vấn đề về là hay là trách anh em không đi được sự kiện đâu, tận đi thôi. Bận anh em bận thì là hôm sau đi, hôm khác đi. Đúng đi, nó chỉ là game rồi bạn, nó không quan trọng. Kể cả bạn bán xong đào quất đến 30 Tết là bạn bán hết 30 Tết mùng 1 Tết giao thừa tới ngồi tới trời bạn cũng được cơ mà. Ta không biết năm ngoái tôi nay mà u cho tú moi đến 30. Tôi còn thức, tôi nhá, tôi còn không thèm đi giao thừa luôn, 12 giờ đêm tôi tổ chức sự kiện đến tận 2 rưỡi sáng cho chúng nó. Bạn biết nhá. Tôi cầm cái admin, tôi cầm tôi đi ném bóc ấy. Cả admin hôm đấy là nó chơi S2, em biết là S2 nó cũng hiếm đúng không? Tôi cầm 100 cặp, 5 bóc vũ khí rồng và 100 cặp bóc ngọc các loại. Ném đi khai xuân, ném từ Noria, ném về Daviat vòng sang Norencia. Ném cho tưng bừng luôn đấy. Ở đấy chơi đấy là Tết năm 2022 vừa rồi này, đầu năm ấy tôi like cho tú moi mà. Đông tổng cộng đấy đâu đông, đợt đấy nó mở đợt Tết nó phải đông gấp 3 lần này đông á. Chắc là cái đợt Tết lần này chắc là vẫn là tôi làm sự kiện cho anh em chứ làm gì có ai. Này ấy đi, này cho admin làm đi. Làm đi. Chỉ có vào đi sự kiện cùng anh em thôi. Bạn trường bạn bảo ví dụ như cỡ độ khoảng 2-3 công công 8 bạn bán đào Tết chẳng hạn đúng không? Thế đến độ khoảng 30 đêm giao thừa anh em mình gặp nhau đúng không? Chẳng nhẽ đi giao thừa bạn đi bạn đào bán đào Tết à? Lúc đi để chắc là chỉ gọi là đêm 30 thì không, chắc cũng phải tầm chiều là về giết gà giết qué thì cũng giao thừa nọ kia, đến lúc khoảng mùng 1 là làm mâm cơm, sáng dậy sớm làm mâm cơm, cũng mùng 2 mùng 3 mùng 3 mùng 4 mùng 5 mùng 6 có mà chơi dài dãi nữa. Tôi để lạnh quá cơ. Vâng.
Ôi, thôi toang rồi. Bị nó cắn thế này. Chào, chào cháu, chào cháu nhặt kìa. Vậy là hết rồi đấy. Anh em đi ấy đi. Ừ. Để tôi sang server, tôi mua sang server Live full, live có mấy cái có ít coi để em quay cho người xem. May mắn. Chuyển đổi tiền tệ. Quay 20 vòng đi. Ok, bạn có bùa chao tôi đưa bạn luôn. Tôi tiếc làm gì, bùa chao đúng không? Nó quay ở ngoài đây thì nó sẽ rơi độ khoảng 80 thôi. Mà ăn chung ấy. Quay này. Quay này. Được kìa. Không quay. Nhầm à? Nhầm anh em ạ. Quay 20. Quay này anh em này. Đây mới ra chính thức là quay này. Ui giời, được một viên S. S là nổ ấy, S là nổ to luôn anh em ạ. Đấy, được cục B, vậy thì phải ngon không? Đấy, cục B là lãi nha mọi người. À, vừa nãy nổ mất độ khoảng, em gọi là S em cứ cho là 10 nhá, còn B em cho là 40, ví dụ như thế đi, định giá như thế đi. Vậy là mình đang lãi được là 40, 44 à, được lãi được 300. Đang định giá như vậy. Ôi, à, tạo hóa này, được một viên tạo hóa này. Tạo hóa gọi là hóa vốn nhá, tạo hóa gọi là 80 đi. Đấy, ba phát này. Đấy, cụm S này, cụm S thì cũng không lỗ rồi nhỉ. Hóa vốn. Cụm S là hóa vốn anh em ạ. Ôi giời, bóc 23 này thì bóc 34 thì chắc chắn là lỗ rồi. Bóc 56 thì may ra còn có cơ hội về tập tạm, chứ bóc 3. Ôi giời, lại được viên S này. Toàn. Ôi lại S tiếp này, sao 5S đây. Lỗ 2 phát này anh em ạ. 3 phát này đi. Đấy, úi giời, lại 4 phát này. Mẹ ảo cái gì. Ảo gì. Ôi, 5 phát, đùa. Từng S nữa nha, S nữa toàn đấy. Cặp rồng đấy. Ui giời ơi, 6 phát này. S cứt luôn, 6 biến S luôn, sợ. Thường chuyển B. Mày bay phối rồi. Quên lại S này. Này anh chết. Tỷ lệ này chết của người ta. Quên lại S này. 7 phát nữa. Ui rồi, được tạo hóa. Được viên tạo hóa. Viên S này. Nổ to luôn. 3-4. Nucky coin. À, được 5 cái Nucky coin cũng được nha mọi người. Nucky coin, Nucky coin cũng được. Còn lãi, nhưng mà lãi trong vòng còn lãi cái vòng đấy thôi. Chứ còn cái này, 10 viên S này, từ nãy giờ phải 10 drop S rồi bạn ạ. À. Mẹ 800 được 10 viên S. Đấy, được bê, được quá. Ơi, tôi đây. Đây là Đông Vũ với hiệu ông tộc. Ờ, 30 cái sao bạn ạ? 30 hay 10, tôi không để ý nhưng mà hình như là 30 hay 10 gì đấy. Cái đại khái bên này toang ấy. Quay hết rồi bạn ơi. Còn ít coi để ấy. Bạn có vào bạn lấy cái bùa thì tôi đi tặng cho bạn cái bùa cho bạn quay đập cho bạn toang luôn đi.
Toàn ấy em ạ, đồ đạc này em phải toàn kéo ấy đỡ được. Quay xuống cái bóc 5-6 luôn và bóc A4 sắp vãi. Được mỗi cụm B với cái Nucky coin 5 là thấy nó còn hợp lý. Nó còn hợp lý tí anh em ạ. Để em rút hòm về hòm đồ nhé mọi người, xem tí. Rồi, tôi thành công này. Toàn nha mọi người ạ. Đồ đạc nghe chết. Chết con người ta. Chỉ nông xu rồi này. Bạn cái nọ của bạn cũng mấy rồi chưa bốn á? Đây tôi đặt lên cậu chín nhá, đấy đây cho hai viên này mà đặt lên cậu mấy này, à được ba bóc này đấy. Nói chung là đồ, nói chung là này quay là toang ấy em ạ, quay là toang. Ừ, tôi đầy này có thai giảm 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 giá cái cung sinh sinh mệnh này, sinh mệnh này cũng thích cầm cái cung đấy nhưng mà tầm này nó chưa có tiền. Bóc ông đưa đập mấy bóc sau đó vui vui tay rồi bạn ơi, là mẹ thì cho mất thời gian. Nồi ở đây, nồi ra, nồi 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 dần. Đặt trên like cho anh em xem nữa cho vui. Qua xem một đi. Này. Chi còn à, quên đây 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 còn mấy món ấy này bạn cầm luôn nho quên. Cầm như con ấy đấy, con nào mặc cái mặc nhiều minh tinh vậy cả. Để tôi đập bóc ba này, bóc ba ui rồi nó kim ngân đắp 10, đắp 10 ui rồi 20 cấp độ. Cầm cái đỏ này bắn hay phết đấy, bắn là cái tròn tròn mình cười vậy. Con này bắn nó khỏe lắm nha, nó này bắn dí gần khỏe kỳ luôn đấy. Ôi rồi rèn này tiếp tục anh em ạ, tiếp tục này. Ôi rồi mũ nhân sư shop đồ blue, ui rồi giao dịch, ui rồi rèn được đúng cái nỏ nỏ này ít anh em ạ. Ba bốn này, đập bóc ba bốn của em này, bóc ba bốn này, bóc ba bốn, ui rồi quân kim ngân này, nắc bốn, ui rồi nắc HP này, qua cho này. Ui rồi
Áo thiên kim nắp 5, ui rồi 10%. Con MG đi. Gì đây? Ui rồi áo ma thuật nắp này. Nắp còn có tính năng luôn, 4% giảm thương ạ. 4% giảm thương HP. Tặng bạn hết. Tôi chịu. Cái đồ này tôi không ôm được. Con này cái nọc kim ngân này không? Không đấy, bất đầy bắn chơi chơi. Đấy, lấy cái gì thì ở nha. À, tôi ném hay. Thôi bạn cầm hết đi, thì tôi không cầm đâu. Tát người. Tát người. Em bạn dùng được đúng không? Này dùng đúng không? Ném luôn thì còn gì nữa. Ôi dồi đau này, đau này. Ui dồi HP này, cầm có MG. Ui giời, hắc nòng cùi ấy. Ai đây mà. Ừ đúng rồi, chuẩn rồi bạn. Hello Cousin. Yeah, kiếm nhá. Con không? Ui giời, để cho DK gồng máu các bạn này. Cầm nhá đẹp. Đây, có kiếm ấy nha, có kiếm ấy, có đao nha. Anh em là vào chơi MG là có kiếm đồ ấy nha. Đấy, sẽ ép 5% để em ôm đam này, ôm bot này. Đẹp máu này. Sáng sớm luôn. Hello Cousin nha, chào Cousin. Một này. Ôi có mà đầy vũ khí sao bạn cộng mấy. Ui ở đầy này, nhặt đầy này. Nhưng mà không có sao, bạn có sao không? Tôi có 2 viên thôi. Tôi đang cần ít để tôi về quay đấy. Đâu? Hả? Đây nhặt đầy thế này. Trên một thùng rồi này. Nhiều lắm rồi. Không rồi. Không. Từ cắt. Sao tôi còn có 350 vậy? Tôi cho 200, ơ quên lại ghi 20. Đấy, 200 này. Rồi đấy. Cho anh đi, theo ít coin anh đi mà tôi cho đi xét nó nhanh, đi xét VIP cho nhanh. Xin chưa đi ngủ à, Cousin ơi. Mấy cái đồ 5% của mình này. 5% giai nhân. À, ông nào có 5% đồ giai nhân không nhỉ? Không có giai nhân đúc. Chỉ có cái tay với cái chân, à cái tay với cái quần 5% không núc thôi. Nhưng mà để cũng hửa má, tôi đủ chất 5% rồi. Không mặc 4% hay hơn nữa. Nên nữa. Bỏ đưa đây nhanh lên. Còn đấy em còn sao ném nữa ít sao để tiêu thụ mấy cái kia đi.
Có 30 viên đi. Mấy đứa bán rẻ lắm này, bán trao rẻ lắm. Đây có tạo có viên tạo hóa này, bạn có đạp đập vào cái vũ khí của bạn cho được dòng gì được không? Thấy không nào? Ai á? Wing F á? Không có Wing F rồi mà. Wing giờ cũng đi sao cũng một. Wing seed. Hết sạch. Để tôi đi mua được mà, ngày 2. Để có 1.500 ở viên này này. Kéo bao nhiêu? Cái viên chào. À. Thôi về không. Thì 5 coi cái đứa mà cày với server 3 ấy, nó mới coi sao nó mới nhiều. Thì con rời kia nó lại không treo đồ bán đồ nữa. Hớt hớt ra. Đấy, treo coi có 10 năm rồi này. Cao có 10 năm rồi này. Ngọc rẻ này, thì ngọc rẻ này. Đi mẹ tao mua cho mày 40 viên sao luôn. Đấy, sướng chưa? Được luôn nhá. Đấy, 40 viên để mày thâu mà quay. Thế nó thiết thành 10% để lấy cho nó ép được dùng hay phết. Ừ, bạn ơi, mẹ đang tiêu thụ trả hết thì tôi cũng muốn nhiều lắm. Từ từ bạn ạ. Từ từ, cứ để đấy. Để tôi nhặt một tí mà đầy. Thương. Mấy cái gậy bác phần nó nhặt vào. Xiên được đấy, con ép cầm xiên được mà. Tất vừa lại có một cái gậy ma thuật ở đâu nhỉ? Cho tôi cái gậy ma thuật đấy đi, tí tôi nạp một con MG tới nghỉ nghịch. Ảo vồn. Tí lại cầm cho con MG nhìn hay phết đấy. Và chơi MG có ngay quả quả xiên ngay. Anh em đừng khinh khinh nha, hơi bị ấy ấy, hơi bị ác xiên ấy. Cộng mấy đây? Ôi, cộng 4 này, cộng 4 nhưng mà nó không có off thì đã sẽ xử lý tiếp. Sao đã đi, đã đi, đã đi, đã đi. Ơ kìa, bị sao vậy? Ủa, được một cái này.
Ui, đi cho mày cộng 2 rìu ánh sáng quá này. Cái chém này hơi bị kinh đấy. Rìu ánh sáng chứ ông nào cứ xin mình nhỉ. Rìu đi nhặt cái rìu có skill ấy. Ân à. Nó không phải cộng 4. Tập này phải cộng 4 mới chơi nha mọi người. Cộng 1, cộng 2 tí này em vứt hết. Không chơi được, cộng 1, cộng 2 tập này là không chơi được, cộng 2 không chơi được rồi. Cứ phải cộng 4 mới chơi nha mọi người. Cái gì bạn? Ý thường á? Nên không, ui dồi ôi xịt. Ui giời cộng 1. 2. Mẹ chắc ném hết mấy cái vớ vẩn, chắc cộng 1, cộng 2 tôi ném hết. Đợi tí bạn ơi. Không kế với vũ khí trao đây rồi. Xem nào, đây này cái 12 off này đi. Nào ấy nha, bạn quay xì được đúng không? Đây cổ vũ tôi này. 40%, à 50% nha anh em. Lên, ui dồi ôi xịt rồi. Mày biến trà nó đi. Nó biến. Tiểu cộng 2, cộng 2, cộng 2, cộng 2, cộng 1. Mấy cộng 2 vứt mẹ đi bạn nhỉ. Cậu hai này vứt mẹ đi vậy. Ừ, ba thằng cô cứu chứ hai đéo cứu được. Mẹ ra đi. Ba thằng cô cứu con hai vứt. Một vứt, hai vứt. Hết. Vượt luôn. Ba còn cố cứu anh em. Và bạn trường bỏ ra. Hai đi thôi vứt. Tiêu em ném hơi bị nhiều luôn. Rồi, xịt luôn, sợ thật. Mang. Lên không, ui dồi, thì chắc cũng hai ở bứt.
Ôi rồi cộng ba cái này được này. Cố cứu, cố cứu, cố cứu. Được, được, được. Xem có cái nào ốc ngon ngon đi không. Đây này, cái này đi. Không, bên đây vào này. Cứu cánh này. Đủ cái chào này. Quỳnh nha anh em. 30% nên không. Ui giời ơi, xịt rồi. Yếu đó mà nó không về được bỡ đi biết làm sao được. Phát nữa đi. Để. Đấy, làm cho phát nữa đi. Đấy, là win này. 40% à? Lên không? Ui giời ơi, lại xịt. Có thể cứu ván được. Khoai lắm anh em ạ. Một khoai nha. Được, không khoai nha anh em. Cộng 10 đi. Để em làm phát. Thì không làm cái nọ cộng 10. À, nghĩa nó lại tắt tay được gì. Bùa bùa tỷ lệ mà. Trao bùa tỷ lệ đầy đủ hết bạn ơi. Nó vậy. 50% luôn nhá. Luôn. Bị quá cơ. Hơi nhẹ nhàng vậy thôi. Từ từ bạn ơi. Qua đây đi bạn. Bạn ơi, đặt full 10 trước rồi đặt 11 sau. Chứ mà U này nó theo level cộng mà. Nhiều khi cũng biết là như thế đấy, nhưng mà nó không được như ý mình mong muốn thì làm sao đây. Khó hơn không? Bạn đã có tí ra cường như cái dòng của bạn không ngon là cái dòng của tôi. Dòng của tôi bạn boss nhanh ngon hơn. Từ tấn công này, tấn công hai tay này, cái này dòng này cũng được này. Đây đập lên 28 off nhá. 16 này. Ôi xịt mẹ rồi. 4 này. 8 này. Ôi 4 này, 8 này. Ơi. Cứ 48 xịt thế này chết không? Căng thật đấy. Ai dễ mà khi mà cộng hưởng nó xịt thì nó vào đấy mà. Ăn nhé anh em ơi. Ăn đập 28 off nhé. Ủa
xin liên tục thật à? 4 này, 8 này, 12 này, 16 này, ngọt. 20 này, úi dồi ôi, rồi. 24 này, úi dồi ôi, ngon. 28. Úi giời ơi, ngọt nữa. Trời ơi, nó phải cầm lấy anh em ạ. À. Riazi. FTL cho thêm DROI 10912. Đấy. Khác vị ngay. Bắn tăng lên, trời nó cũng mười. Này BK nỏ 2 vẫn hay hơn nỏ 10 như vậy. Về sau thì 12 bạn ạ. Nó vẫn đập phang mẹ cánh lên 10 luôn không? Ờ cho còn có 8 mấy coi là 3 coi. Không đủ mua bùa đâu. Ôi cái đẹp vậy thôi. Đồ cánh lên cũng 9. Cánh chán thua luôn. Tôi đang định là đập full 10 sữa. Nhưng mà kiếm cái áo đã. Để đàm phán kiếm cái áo đã xem như nào đã. Đây được đây là cái set đồ 5% của mình này. Đây là 5% phản đam nha anh em.